Đây cũng là một loại lan rừng có tên là sóc ta. Thì nó giống đuôi con sóc vậy đó. Thì để phân biệt với lại lan sóc Lào. Đây là giai đoạn ra nụ của nó. Thì hiện tại đang là tháng 6 dương lịch. Lan sóc ta này cũng khá dễ trồng. Nó đòi hỏi nhu cầu phân bón cũng không cao. Nhưng mà mấy bạn lưu ý là lan rừng thì lúc nào nó phải cần nắng thật nhiều thì nó mới có thể ra hoa được. Thì ở cái gốc thân vú sữa này mình ghép 4-5 cây sóc ta, nhưng mà chỉ có một cây này nó đang ra hoa thôi. Hôm nay cây lan sắp ta của mình đã nở hoa. Thì cái vòi hoa này là vẫn chưa đẹp lắm nha mấy bạn. Nếu mà chăm tốt thì có thể nó dài hơn cái này một xíu. Mình quan sát kỹ cái cánh hoa của lan sắp ta. Nhìn từ xa thì nó khá giống ngọc điểm ha. Nó cũng có trắng chấm tím. Nhưng mà cánh hoa của sắp ta nó tròn và nó khít hơn lan ngọc điểm. Mình thấy lan sắp ta của mình không có mùi thơm. Nó thoang thoảng chứ không có thơm đậm như những loại lan rừng khác. Này, màu tím hồng nhẹ, rất là dễ thương. Đây nó cũng có những cái chấm tím tím y như lan ngọc điểm này. Mấy ngày nay ở mình mưa hơi nhiều nên có nhiều cái hoa nó nở ra nó bị thâm như thế này. Sóc ta rất dễ trồng nha. Mình trồng hồi lúc mình mua vài cây á, mình mua mấy cây thì trồng sống được hết mấy cây luôn, dễ chăm. Còn về điều kiện ra hoa thì mình thấy là không cần phải kịp hoa gì, nó tới mùa nó cũng tự ra hoa. Nhưng mà lưu ý là lan rừng này thì bạn phải cần cho nó một mùa khô, nghĩa là mình 2-3 ngày gì đó mình không tưới. Mình làm như vậy khoảng 3-4 lần mình thấy nó dễ ra hoa hơn là mình tưới thường xuyên. Đây là toàn cảnh cái khúc gỗ vú sữa mà mình ghép vào. Hiện tại mình ghép trên này khoảng 4 cây. Cái cây mà thấy nó còi cọc nhất nó lại ra hoa. Những cái cây khỏe này thì chưa thấy ra hoa. Lan sóc ta thì lá nó như thế này, nó khép khép lại, lá rất dày nha các bạn, dày lắm, nó khép như thế này.
tuy cái dòi hoa này nó ngắn vậy thôi nhưng mà cũng phải 20 bông trên đây. Theo mình đây là cũng là một loại lan rất là đáng chơi, dễ trồng, hoa đẹp.